Rồi, xin chào các em nhé. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong cái bài số 106 Luyện tập trung, trang 118, sách giáo khoa môn toán lớp 4. Và các em nhớ là trên kênh của chúng mình thì chương trình sách giáo khoa của môn toán lớp 4 thì thầy đã quay cho chúng ta là đầy đủ. Và bài tập, tập 1, tập 2 của môn toán lớp 4 chúng ta cũng đã có phiếu bài tập cuối tuần, đã có các đề kiểm tra giữa học kỳ 1, cuối học kỳ 1, giữa học kỳ 2 và cuối học kỳ 2 của lớp 4 thì thầy cũng đã làm chúng ta đầy đủ rồi nhá. Và bây giờ thì mời các em mở sách giáo khoa trang 118 ra. Đấy, bài của ta đây. Ta sẽ vào cái bài thứ nhất này. Thì yêu cầu mình là rút gọn các cái phân số. Vậy thì đây là cái dạng toán mà người ta muốn gì? Luyện tập cho chúng mình về rút gọn các cái phân số, đúng không? Vậy thì giờ chúng ta sẽ có này. Phân số thứ nhất là 12 trên gì? 30. Đó, vậy thì nguyên tắc và cách rút gọn thì chúng ta có các cái bước xác định xem này, cả tử và mẫu đây này có thể cùng chia hết cho một cái số tự nhiên nào đó mà nó lớn hơn gì? Lớn hơn 1, đúng không? Đấy. Vậy thì các em nhìn vào đây các em thấy giữa 12 với lại 30 thì nó sẽ có một cái điểm chung là gì? Chúng ta có thể phân tích này, 12 chia được cho 2, cho 6, đúng không? Cho 3, cho 4 nữa. 30 đây này có thể chia được cho mày cho 5, cho 6 này. Ở đây thì thầy sẽ hướng dẫn ta cái cách mà chúng ta tìm nhé. Thầy chỉ làm ở đây một cái câu này thôi nha. Ví dụ số 12 này, các em có thể chia hết được cho những số sau này. 12 này chia được cho 2 này, đúng không? Chia được cho 3 này, chia được cho 4 này, chia được cho mấy, cho 6 và chia được cho cả gì? Cả chính nó này, đúng không? Đấy, vậy thì số 30 này, tương tự như vậy thì chúng ta thấy là số 30 này thì nó có thể chia được cho mấy? Cho 2 này. 30 cũng chia được cho mấy? Cho 3, đúng không? Rồi, 30 này chia được cho 5, chia được cho mấy? Cho 6. Và 30 này nè, chia được cho bao nhiêu nữa? Chia được cho mấy? Cho 10, 15, đúng không? Đấy, và 30 này chia được cho chính nó. Vậy thì khi chúng ta đã xác định được hai cái số mà chúng ta muốn tìm một cái số mà nó chia hết ấy, thì chúng ta sẽ lấy cái số mà lớn nhất ở đây. Vậy thì lớn nhất ở đây mà cả hai số 12 và 30 nó cùng chia hết chính là số mấy đây? Số 6 này, đúng không? Đấy, nếu lấy 12 thì bên này không có 12, lấy 30 thì bên này không có 30, do vậy chỉ có cả tử và mẫu cho số mấy đây? Số 6 nhá. Vậy thì đây là cái cách mà chúng ta xác định. Đó, nhiều em hỏi thầy ơi làm sao mà có được cái này, thì đây là cái phương pháp mà chúng ta tìm, được chưa? Rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ chia cả tử và mẫu của 12 trên 30 này cho mấy? Cho 6 nè. Thì 12 chia 6 trên 3, 30 chia cho 6 nè. Vậy thì 12 mà chia cho 6 thì được mấy? Được 2. 30 chia cho 6 thì bằng 5. Được chưa? Rồi, xong nhá. Tiếp theo là 20 trên 45. Phân số tiếp theo là 20 trên 45. Như vậy thì với phân số 20 trên 45 này thì chúng ta thấy là cả 20 và 45 này sẽ chia cho một cái số tự nhiên lớn nhất. Đó là số mấy? Số 5, đúng không? Chúng ta sẽ tiến hành chia cả tử và mẫu cho gì? Cho 5. Được chưa? Rồi, vậy thì 20 chia cho 5 thì bằng 4, 45 chia cho 5 thì bằng 9. Được chưa? Rồi. 28 trên 70 này. 28 trên 70 này. Đó. Thì chúng ta cũng sẽ thấy này, cả hai cái số này nó cùng chia hết cho một số. Đó là số nào? Số 14, đúng không? Đó, đừng em nào hỏi vì sao thầy lấy ra số 14 nhá. Vì 28 này, các em cứ phân tích ra giống như số 12 với 30 thầy vừa làm đây. Được chưa? Vậy thì 28 chia cho 10, 14 trên bao nhiêu? 70 chia cho bao nhiêu? Chia cho 14. Được chưa? Rồi, vậy thì 28 chia cho 14 sẽ bằng 2.
và 70 chia cho 14 thì được 5. Được chưa? Rồi, số tiếp theo 34 trên 51 nè. 34 nè. Trên 51 nè. Đó. Vậy thì chúng ta sẽ thấy cả hai cái anh này nó sẽ cùng chia hết cho một cái số, đó là số mười mấy các em? 17 đúng không? Đó. Chúng ta sẽ cùng chia tử và mẫu cho gì? Cho 17 này. Được chưa? Rồi, 34 chia cho 17 thì được 2, 51 chia cho 17 được 3. Đấy, như vậy chúng ta đã thực hiện xong cái bài số 1 nhé. Rồi, ta sẽ đến bài số 2. Thì yêu cầu này, trong các cái phân số dưới đây, phân số nào bằng phân số 2/9? Tức là gì? Muốn biết được những cái phân số này này, nó bằng 2/9 thì chúng ta phải xem những cái phân số này đã là phân số tối giản chưa, rút gọn được chưa, đúng không? Đấy, vậy chúng ta sẽ sang bài số 2 này. Bài số 2 thì chúng ta sẽ xác định từng cái phân số 1 nhé. Được chưa? Rồi, vậy chúng ta sẽ tìm này. Đầu tiên này, 5 trên 18 này. Phân số đầu tiên ta có đó là gì? 5 trên 18. Như vậy thì 5 trên 18 chúng ta thấy phân số này có thể rút gọn được nữa không? Không rút gọn được nữa. Vậy thì chúng ta sẽ kết luận ngay đây là gì? Là cái gì đây? Phân số gì? Là phân số tối giản rồi, đúng không? Đấy, nên không thể rút gọn được nữa. Rồi, phân số thứ hai, 6 trên 27 này. Vậy thì 6 trên 27 đã là phân số tối giản chưa các em? Chưa là phân số tối giản. Do vậy chúng ta sẽ chia cả tử và mẫu của nó cho mấy? Cho 2 được không? 27 không chia cho 2. Vậy thì chia cả tử và mẫu cho 3. Đúng không? 6 chia 3 trên 27 chia 3. Như vậy thì 6 chia 3 thì bằng mấy? Bằng 2. 27 chia 3 bằng 9 này. Đấy, vậy thì đã có một phân số bằng 2/9 này này nha. Rồi, tiếp theo 14 trên 63. Đó, vậy thì chúng ta cũng xác định xem hai cái anh này sẽ cùng chia hết cho bao nhiêu? Cho 7 được, đúng không? 14 chia 7 nè. Và 60 mấy? 63 chia cho 7. Vậy thì 14 chia cho 7 thì bằng 2. 63 chia cho 7 thì bằng 9. Đấy, hai anh này bằng 2/9 này nè. Rồi, phân số tiếp theo mấy? 10 trên 36 nè. 10 trên 3 36. Như vậy thì hai cái anh này sẽ cùng chia hết cho một số, là số mấy? 36 thì chia được cho mấy? Cho 6 đúng không? Nhưng mà 10 không chia cho 6, vậy thì nó chỉ chia hết được cho 2 thôi. Sẽ là 10 chia 2 trên 30 mấy? 36 chia cho 2. Được chưa? 10 chia cho 2 thì bằng 5. 36 chia cho 2 thì bằng mấy? Bằng 10, 18. Được chưa? Rồi, vậy thì sau khi chúng ta đã rút gọn các cái phân số này thì chúng ta sẽ kết luận là gì? Vậy thì phân số nào bằng 2/9 đúng không? Chúng ta sẽ kết luận vậy cái gì các em? Vậy phân số bằng mấy các em? Bằng 2/9 là, đấy, chúng ta sẽ ghi ra phân số bao nhiêu? 6 trên 20 mấy 27. Và bao nhiêu các em? 14 trên 63. Được chưa? Đấy, xong nhá. Được chưa nào? Đấy, như vậy thì bài số 2 chúng ta đã thực hiện xong nha. Rồi, đến bài số 3 này. Bài số 3 thì chúng ta lại được ôn luyện về quy đồng các cái phân số. Ta sẽ đến bài số 3. Thì yêu cầu mình là quy đồng mẫu số các phân số. Đấy, vậy chúng ta sẽ tiến hành làm câu A này.
4/3 và 5/8 nè. 4/3 và 5/8 nè. Đấy, vậy thì cách mà chúng ta quy đồng thì đã hướng dẫn rất là nhiều rồi đúng không? Đấy, ở trong cái bài số 105 luyện tập thì thầy cũng đã nhắc rồi. Chúng ta sẽ tiến hành nè, quy đồng như sau. Quy đồng như sau nè. Vậy thì hai cái phân số này nè, có mẫu không thể chia được cho nhau, đúng không? Nên chúng ta sẽ lấy tử và mẫu của phân số thứ nhất nhân với gì? Mẫu của phân số thứ hai, đúng không? Rồi sẽ là 4 × 8, nhớ dùng thước kẻ nha, trên 3 nhân với 8 nè. Vậy thì 4 × 8 là 32, 3 × 8 là 24. Được chưa? Đấy, chúng ta nhớ dùng thước chúng ta kẻ nha. Rồi tiếp theo nè, 5/8 nè. 5/8 nè thì cũng sẽ bằng nhân cả tử và mẫu của nó với mẫu của phân số thứ gì? Thứ nhất, 5 × 3 trên 8 × 3. Vậy thì 5 × 3 là 10, 15 trên 24. Đó, sau khi quy đồng xong thì chúng ta phải kết luận. Vậy thì quy đồng mẫu số này, hai phân số, các em ghi ra mẫu số của hai cái phân số 4/3 và 5/8 thì chúng ta được 2 phân số là bao nhiêu? 32/24 và 10/15/24. Đó, được chưa? Đấy thì cái câu A chúng ta làm đầy đủ như vậy nhá. Và cái câu tiếp theo thì các em có thể dừng video, các em làm sau đó là so sánh đối chiếu với thầy. Rồi câu B này, 4/5 và 5/9 nè. Chúng ta có câu B này, quy đồng 4/5 và mấy, 5/9 nè. Đó, thì ta cũng sẽ tiến hành là quy đồng như sau. Quy đồng như sau. Được chưa? Vậy thì hai cái mẫu này cũng không chia hết được cho nhau. Thì chúng ta cũng sẽ làm giống như câu A. Sẽ 4/5 này sẽ bằng bao nhiêu? 4/9 trên mấy cái em? 5 × 9. Vậy thì 4/9 thì bằng 36. 5/9 là 45. Được chưa? Rồi, tương tự như vậy, phân số thứ hai 5/9 sẽ bằng nhân cả tử và mẫu của nó với mẫu của phân số thứ nhất là mấy? Là 5. Nhớ dùng thước kem kẻ nhé, không lại bảo thầy dạy cho các em lại không dùng thước. Rồi đây thầy làm để cho các em hiểu, thầy sẽ không có dùng thước. Mà các em làm thì các em nhớ dùng thước nha, không có giáo viên lại bắt về lỗi trình bày. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ được hai phân số. Và bây giờ chúng ta sẽ đây, kết luận, đúng không? Vậy quy đồng mẫu số hai phân số, quy đồng mẫu số 2 phân số 4/5 và mấy? 5/9. Chúng ta sẽ được cái gì? 2 phân số là, các em ghi 2 phân số ra, 36/45
và bao nhiêu? 25 trên 45. Được chưa? Đấy, xong nhá. Chúng ta đến câu C này. 4 trên 9 và 7 trên 12. Rồi, sang đây nhá. Câu C. 4 trên 9 này. Và 7 trên 12. Các em nhớ dùng thước chúng ta kẻ nha. Đấy, thì chúng ta sẽ tiến hành là quy đồng như sau. Quy đồng như sau nè. Được chưa? Vậy thì 12 với lại 9 nữa nè, thì chúng ta thấy nó cũng làm sao các em? Không chia hết cho nhau, đúng không? Phải không? Đúng chưa nào? Đấy, do vậy thì chúng ta cũng sẽ tiến hành làm sao? Lại là tiến hành là nhân gì? Nhân chéo lên không? Không, đúng không? Ở đây thì chúng ta sẽ có nè, 12 với lại 9 nữa nè, thì sẽ có một cái số là số 36, là mẫu số chung. Đấy, và chúng ta sẽ xác định mẫu số chung ở đây là gì? Là 36 này. Được chưa? Vậy thì 36 chia cho 9 thì sẽ được mấy? Được 4 này. 12 mà chia cho 36 thì sẽ được mấy các em? Sẽ được 3 này. Đó, tức là giờ chúng ta sẽ nhân cả tử và mẫu của 4 trên 9 với 4 và 7 trên 12 là với gì? Với 3 nhá. Đấy, chú ý vào nha. Hoặc các em nhân chéo lên thì cũng được. Sau đó chúng ta rút gọn lại một lần nữa, đều chấp nhận được hết. Còn đây là cái cách mà chúng ta làm. Được chưa? Thì đây là 4 trên 9 nè, sẽ bằng nhân cả tử và mẫu với mấy đây? Với 4. Vì mẫu chung của chúng ta là 36. Được chưa? Đừng em nào hỏi 4 ở đâu ra nhá. 4 x 4 trên 9 nhân 4. Rồi, 4 x 4 là 10. 16. 9 x 4 là 3. 36. Được chưa? Rồi, tiếp theo. 7 trên 12. Đó, vậy thì 7 trên 12 thì chúng ta sẽ nhân cả tử và mẫu với gì? Với 3. 7 nhân 3 trên 12 nhân 3. Vậy thì 7 nhân 3 là 20 mấy? 21. 12 nhân 3 là 3, 36. Đấy, vậy thì sau khi quy đồng thì chúng ta cũng lại kết luận giống như câu A với câu B. Vậy quy đồng mẫu số 2 phân số, các em viết hai cái phân số ra, 4 trên 9 và mấy, 7 trên 12. Đó, thì chúng ta cũng được nè, ta được 2 phân số, ta được 2 phân số là, các em ghi vào, 16 trên 36 và 21 trên 36. Được chưa? Rồi, tiếp theo những câu gì? Câu D này. 1 phần 2, 2 phần 3 và 7 phần 12. Đấy, câu D nhá. 1 phần 2 nè. Được chưa? 2 phần 3 nè. Và mấy? 7 phần 12. Đó, vậy thì ở đây chúng ta đã làm cái dạng này quy đồng 3 cái phân số rồi. Vậy thì nhìn thấy ở đây có điều gì? 12 này nè, nó chia hết được cho 3 và chia hết được cho mấy? Cho 2. Vậy thì mẫu số chung ở đây chúng ta sẽ lấy là mấy? 12. Vậy thì 12 chia cho 3 thì sẽ được gì? Được 4. Như vậy thì 2 phần 3 này nè, sẽ nhân cả tử và mẫu với mấy? Với 4. 12 chia 2 thì được 6 nè. Như vậy thì 1 phần 2, tức là chúng ta sẽ nhân cả tử và mẫu của 1 phần 2 này với gì? Với 6. Được chưa? Rồi, mà chúng ta sẽ tiến hành nè, quy đồng như sau. Được chưa? Quy đồng như sau nè. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành quy đồng anh đầu tiên. 1 phần gì? 1 phần 2 nè, sẽ bằng 1 nhân 6 trên 2 nhân 6, đúng không nào? Thì 1 nhân 6 là 6, 2 nhân 6 là 10, 12. Đấy, xong nhá. Rồi, tiếp theo đến anh 2 phần 3 này.
2 phần 3 này này thì sẽ bằng này, nhân cả tử và mẫu của 2 phần 3 với mấy? Với 4 nè. 2 nhân 4 trên 3 nhân 4, đúng chưa nào? Thì 2 nhân 4 là 8, 3 nhân 4 là 10, 12. Đấy. Và cái anh 1 trên 12 thì chúng ta làm sao các em nhỉ? Giữ gì? Giữ gì các em? Giữ nguyên. Đúng không? Giữ nguyên cái phân số. Bao nhiêu? 1 trên 12. Đó, bởi vì sao? Vì nó có mẫu là 12 rồi. Đó, vậy thì đến đây các em kết luận. Vậy. Vậy quy đồng mẫu số, quy đồng mẫu số các phân số, các em ghi ra các cái phân số này, 1/2 này, chưa, 2/3 này, và 1/12 đó, thì chúng ta sẽ được, ta sẽ được, các em ghi ra 6/12 12 mấy, 8/10 12, và 1/12 là giữ nguyên thì chúng ta vẫn ghi đây, được chưa? Rồi, xong nhá. Đấy, như vậy thì bài số 3 rất là dài nha các em, được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến bài số 4 nào. Bài số 4 họ yêu cầu nè, nhóm nào dưới đây có 2/3 ngôi sao đã tô màu? À, vậy thì giờ chúng ta phải xác định nè, xác định xem nhóm A này, tức là câu A này, câu A ở đây có mấy ông sao đây? 1, 2, 3 ông sao. 3 ông sao mà có mấy ông sao tô màu? 1 ông sao tô màu. Vậy thì nhóm A, chúng ta ghi nè, nhóm A thì sẽ có bao nhiêu? 1/3, đúng không? Đúng không nào? Đấy, tức là chúng ta sẽ phân tích như vậy. Có 1/3 ngôi sao đã tô màu, đúng không? Đó, các em xác định ra thôi. Cái này người ta không yêu cầu đã tô màu. Được chưa? Rồi nhóm B này, có mấy ông sao? 1, 2, 3. Vậy thì có mấy ông được tô màu? 2. À, vậy thì đây chúng ta chính là cái này đây này. B này, nhóm B thì có bao nhiêu? 2/3 ngôi sao đã gì? Đã tô màu. Được chưa? Rồi giờ đến nhóm C này. Nhóm C thì có mấy? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ông sao thì có 2 ông sao được tô màu. Vậy thì nó sẽ là gì? 2/ gì các em? 2/5, đúng không? Nhóm C thì có 2/5, tức là phân số, đúng không? Ngôi sao đã tô màu. Được chưa? Và nhóm D, 1, 2, 3, 4, 5. Vậy thì nhóm D này có 5 ông sao, 1, 2, 3, 3 ông sao được tô màu. Vậy chúng ta kết luận này, nhóm D thì có gì? 3/5 ngôi gì? Ngôi sao đã tô màu. Vậy thì họ hỏi này, nhóm nào có 2/3 ngôi sao đã tô màu? Vậy chúng ta sẽ kết luận, vậy thì nhóm gì đây? Nhóm B, đúng không? Có 2/3 ngôi sao đã tô màu. Đó, các em kết luận vậy là xong thôi, đúng không? Ngôi sao đã tô màu. Được chưa? Rồi, đấy, như vậy thì đến đây chúng ta đã thực hiện xong bài này nhé. Và các em nhớ là đừng quên chia sẻ video và giới thiệu kênh của chúng mình nha. Bye bye.